Bị ai điệu nhất? Là con gái như ngọt ngà. Ai giàu nhất? Ai hay khóc nhất? Em ơi, đừng khóc mong tôi chỉ mất xa tên mình. Ai hát hay nhất? Chẳng cần một ai nữa. Ai nhậu nhiều nhất? Anh cứ nhậu thoải mái, có xỉn em giàu thay. Ai ngoan nhất? Học sinh ngoan, học sinh ngoan. Ai hay thất tình nhất? Dòng mẹ anh mất chia tay. Ai giang hồ nhất? Ai già nhất? Anh thương lắm con nắng mưa dài dòng. Ai có khả năng ế lâu nhất? Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn. Cái gì má tôi càng cắm tôi càng làm. Xong rồi lớn lên xíu khôn xíu biết chạy anh em. Lớn lên xíu mà má cứ kêu dồn ơn. Xong má cầm cái cây chổi ra là bắt đầu chạy vòng 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 nhà anh em, đúng không? Sau đó má tôi bắt đầu có đồng phạm là ba của tôi. Ba tôi thương tôi lắm. Không mà cái tôi nhìn tôi cứ tôi đang chạy. Lần đầu tiên mà ba tôi qua phe má tôi là tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Má tôi cầm cái chổi dí tôi chạy, ok. Xong tôi chạy tôi vừa thấy mặt ba tôi một cái là tôi mừng. Hơ ba cứu mình. Ok ba cứu mình, chạy về hướng ba. Tôi chạy về hướng ba. Xong rồi cái ba tôi hỏi làm gì chạy dữ vậy, làm gì chạy dữ vậy. Cái ba tôi nhìn ra sao thấy má tôi cầm cái chổi là biết má tôi cầm chổi dí tôi. Ba tôi kêu bò 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 vô đây vô đây vô đây vô đây ba bảo vệ con. Tao vừa chạy vô ba tôi ôm tôi lại kêu quánh nó đi. Nó đi quánh nó đi, nó không chạy được đâu. Mà sao mà đỡ được? Nó đỡ không được, mà tao đỡ không được. Được cả vợ chồng luôn. Tao đỡ không được. Ôm tôi lại xong lật cái đít ra tao bị quánh tiếp. Từ đó về sau là tao mất niềm tin vào cuộc sống. Tao mất niềm tin. Đỉnh cao thiệt. Còn được. Ừ, khởi nghiệp bằng việc nhổ tóc bạc nữa. Hồi xưa là tôi nhổ tóc bạc cho bà cho má tôi. Hồi xưa má tôi kiểu sợ tóc bạc lắm em. Cứ là kêu tôi nhổ tóc bạc cho má là tôi sẽ được tiền đó. Cứ một cọng tóc bạc là tôi được 5.000, nghe chưa? Khởi nghiệp. Xong rồi tôi thấy tôi nhổ tóc bạc cho má tôi gọi là được nhiều tiền quá. Thế là tôi nảy ra một cái ý tưởng, tôi nảy số anh em ạ. Tôi qua tôi nhổ tóc bạc cho bà ngoại tôi. Xin mời. Không mơ cổ tích hoang đường, chỉ mơ giấc mộng đời thường có sim. Tích tịch tịnh tan tinh tan, không khí hôm nay rộn ràng. Thang dắt con dâu về nên sớm trên sớm vui, ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh, tụi mày cưới nhau đi, mọi thứ cứ để tao. Ra duyên tao mang theo trầu cao rước con dâu ngoan về nhà. Con cháu cứu không được, con cháu cứu. Đúng rồi, chứ mùi bị lộ lắm. Này, trời ơi, chị là em. Trời ơi, chị thích về lắm chứ bộ. Ủa, dễ thương vậy. Ủa, nhà em có vịt hả? Rồi, xong rồi. Đó, xong vậy, rồi. Nguyên rồi, chúng mình cái câu nói của cao bùi sẽ lên clip TikTok. Rồi, yeah. Ủa gì? Các bạn hãy edit. Trời ơi, đấy là con linh vật, trời ơi. Chị ơi, dịch, tên dịch rồi chị ơi, không có gì á, chị ơi. Mệt quá. Ê, xe em chi vậy? Vậy? Em đi rồi. Xách lại xe em. Em kêu thay người anh hết. Anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa. Chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hấp canh chưa.